cây long nhà lên phây. Cây long nhà lên phây là cây long nhà tay nhá cơ, thì nó sẽ đẩy cơ một bộ cây long nhà bao gồm rất đầy đủ phụ kiện cho mình luôn. Đây là phần cán này sẽ rất là dài, chút xíu mình sẽ mọi người cách sử dụng một cách khác luôn nhá. Bao gồm một đầu lau, bông lau cực kỳ là thích luôn nhá. Riêng đầu lau của mã này thì mình dùng vài ba năm vẫn thoải mái luôn nhá. Không hề bám bụi, không hề bắt bụi, nó là một cái chất liệu đặc biệt sẽ hút bụi vào đây, sau đấy mình giặt đi là rất là sạch, không bị dây từ chỗ nào sang chỗ kia. Đây là cái phần đầu lắp khăn này. Và đây là cái thêm cả đặc biệt là bạn này sẽ thêm cả một cái tay gạt kính như thế này nhá. Mình sẽ gạt kính gạt nước rất là xịn luôn. Còn đây là chậu lau này. Chậu lau rất là gọn gàng, đẹp và màu cũng rất là đẹp luôn. Mọi người lưu ý là đối với tất cả cây lau nhà nước như thế này nhá. Ở trên thân chậu nhà sản xuất sẽ luôn luôn có một cái vạch mắc như nhá. Có những ông dương gì vậy? Sẽ có một cái vạch mắc ở đây nhá, mọi người nhá. Thì tất cả các cái chậu lau nhà mình nên làm theo hướng dẫn quy định là mình sẽ đổ nước bên dưới cái vạch mắc này giúp mình nhá. Thì mình dùng nó sẽ rất là bền. Và bây giờ sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cây lau nhà lên phay. Đây là phần tay cầm. Cái phần tay cầm này nó có thể kéo ra thành ba khúc như thế này được nhá. Đó, và bây giờ mình sẽ lắp vào cho mọi người. Đây là lắp nào. Cái phần này thì mình có thể là linh động, mình có thể là co vào hoặc duỗi ra khi mà mình cần cái chiều dài như thế nào. Và đây là cái phần khóa lại này. Sẽ lắp luôn cái phần đầu khăn này vào trong cái nhà mình nhá. Mình chỉ việc có thể bịt ấm vào thôi. Rất là dễ dùng. Đó. Sau đó sẽ lắp cái phần tay vào. Đây mọi người sẽ nhìn nhá, nó sẽ có một cái khớp ở đây. Mọi người lắp như thế này theo đúng chiều nhá. Ấn mạnh vào là xong. Rồi, hướng dẫn sử dụng nhá. Mình dùng này. Mình sẽ dùng vào nước, mình dùng nước vào khăn nhá. Sau đấy này sẽ đặt vào cái chậu này. Và vào đây. Mình sẽ mở cái khóa đi ra, như mình là mở cái khóa đi ra nhá. Đó, thì bắt đầu mình sẽ quay. Rất là nhẹ nhàng, mọi người thấy không ạ? Cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Đây là cây lau nhà lên phơi, make in shop nhá. Sản xuất tại nhá, cực kỳ là thích và cực kỳ là bền luôn.